Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Cha Cha TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình thì đây chính là bà chủ tịch của huyện Nhân Trạch của Đồng Nai, đó là bà Nguyễn Thị Giang Hương. Và cập nhật thông tin mới nhất, bà Giang Hương, người mà đã tự động chuyển cái số tiền là 171 tỷ là bị lừa đảo gì đó, thì bà cho rằng bị lừa đảo gì đó đấy, thì bà đã xin nghỉ việc rồi. Hiện nay thì huyện Nhân Trạch đã cử một phó chủ tịch ra để mà giải quyết những công việc thường ngày, còn bà Nguyễn Thị Giang Hương thì có lẽ rất là căng thẳng. Có mấy cái lý do căng thẳng, có thứ nhất là bà cũng bị nhiều cái đơn tố cáo. Tức là những cái dấu hiệu vi phạm đến pháp luật của bà thì không phải mới đây mà có, bà đã có nhiều cái đơn tố cáo rồi. Cái số 2 nữa là của đau con sót. 171 tỷ là liệu có tìm được về hay không? Đó là cái của đau con sót. Cái thứ 3 nữa, bà xin thưa rằng là tìm được về rồi, kể cả có tìm được về chăng nữa, thì liệu là mình có cầm lại được cái số đó nữa hay không, thì nó lại là cả cái vấn đề. Đây là cái thứ ba mà các bác thấy nha. Tại sao có cái thứ ba này? Là bởi vì rằng là thủ đoạn lừa đảo mà mới nhất là báo Tuổi Trẻ Online vừa đưa ra, Trần đưa ra, thì là dọa bà này, nghĩa là các đối tượng lừa đảo là giả danh các cơ quan pháp luật và yêu cầu bà mở tài khoản rồi chuyển tiền vào đó. Và mục đích gì và tại sao bà lại phải chuyển tiền vào? Thì rõ ràng là có nhiều cái phải lo lắng sợ hãi, đúng không? Bà mới chuyển tiền vào chứ, còn nếu không thì tự dưng là mình trong sạch mà mình lại bắt cứ mình trong sạch thì xin thưa các bác rằng là bảo chuyển tiền vào còn lâu mới chuyển. Ví dụ ai đó bảo tôi rằng là anh đang bị điều tra cái nọ, bị điều tra cái kia, anh chuyển tiền vào đây để tôi hỗ trợ cho anh, giúp đỡ anh, thì còn lâu, 1.000 độ trả chuyển, đúng không? Mình có làm gì đâu mà mình sợ. Nhưng đây là chuyển tận 171 tỷ thì nó rất là căng thẳng. Cái thứ tư nữa là xin thưa các bác rằng là Bộ Công an cũng đang phối hợp với Công an của Đồng Nai để mà làm cái việc này. Đây là thông tin cũng không phải mới gì, bởi vì là trong cuộc họp báo vừa rồi thì Bộ Công an cũng đã đưa ra cái thông báo, tức là phối hợp với Công an Đồng Nai để làm rõ cái việc này. Đấy là cái thứ tư nhé. Và cái thứ năm thì xin thưa với các bác một câu chuyện thế này. Đó chính là cái việc mà Ủy ban Kiểm tra đã vào cuộc. Cái này mới nặng, bởi vì câu chuyện này nó không chỉ còn là của một mình bà Lan nữa rồi. Bởi vì ấy, bà Lan ấy, không phải là thuộc diện lãnh đạo cơ quan do Trung ương quản lý. Ủy ban Kiểm tra chỉ kiểm tra những cán bộ có thể nói là do Trung ương quản lý. Ít nhất cũng phải tầm bí thư đổ lên, bí thư, chủ phó chủ tịch rồi vân vân nó kia đổ lên. Chứ làm gì có cái chuyện bà này chức vụ bé như hạt vừng, chỉ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của một cái huyện, thì làm gì đến mức độ đó. Nhưng mà rõ ràng Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc là bởi vì có nhiều cái dấu hiệu bất thường chỗ này. Và việc này là việc căng thẳng. Tôi đã từng chia sẻ với các bác một câu chuyện, cái thông tin rằng là cũng đã đưa cái quan điểm của mình ra rằng là nếu tôi mà là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đồng Nai, khi mà có sự việc trình báo mất 171 tỷ của một bà phó chủ tịch như thế này, thì ngay lập tức tôi đã coi đây là một cái dấu hiệu. Coi đây là một trong những cái dấu hiệu, và cái dấu hiệu này là xin thưa với các bác là có thể nói là nặng. Đó. Là nặng. Đó. Xin thưa các bác là nặng. Và bởi vì rằng là một chủ tịch huyện làm gì có 171 tỷ để chuyển. Cái nguồn gốc 171 tỷ đó ở đâu? Tài sản chúng như thế nào? Thì xin thưa rằng là nếu tôi là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đồng Nai, tôi sẽ làm thấy rằng cái việc đó là việc bất thường. Đúng không? Việc bất thường mà là dấu hiệu. Mà là dấu hiệu. Thì tôi sẽ phải đi, tôi yêu cầu rằng là bà Lan này sẽ phải, bà Giang Hương này sẽ phải lên để mà giải trình. Thế là chị làm sao chị có 171 tỷ? Tờ kê khai của chị lại có từng này. Vậy mà bây giờ chị kê khai thế nào mà lại có được hẳn 171 tỷ? Nhưng chị bảo chị mượn của họ hàng A. Họ hàng A đến tiền đâu ra mà chuyển cho chị? Mời họ lên nói chuyện. Họ hàng B. Lý do tại sao?
vân vân. Khi làm rõ ra được cái điều đó thì tôi sẽ không dùng cái từ là cái từ là chúng tôi sẽ lưu ý cái trường hợp của bà Giang Hương, và lúc này tôi sẽ bảo rằng là tôi sẽ quyết định vào cuộc và sẽ trả lời trong vòng có khoảng độ tuần ăn chừng khoảng 1 tuần có thể giải quyết xong, bởi vì đây là vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, cho nên là mình phải giải quyết hết mức có thể. Còn nếu mà tôi mà giải quyết như thế thì chưa chắc là trung ương người ta về đâu, trung ương về đâu. Bác Trọng có một câu rất hay, xin thưa với các bác, một câu rất hay thật sự là tôi cũng đã chia sẻ trên kênh mình nhiều rồi, đó chính là cái việc mà nếu như mà bên dưới mà không làm rõ được mà để trung ương làm thì những người bên dưới là phải chịu trách nhiệm. Bên dưới mà trách nhiệm của anh là kiểm tra giám sát, mà anh thấy dấu hiệu thì anh đi kiểm tra, kiểm tra không có gì thì tốt rồi, còn nếu thấy thì phải rằng là xử lý. Đây là dấu hiệu nó rành rành ra rồi thì đáng nhất phải kiểm tra ngay lập tức, thì ở đây chúng ta lại chưa thấy cái vai trò của ban kiểm tra của tỉnh Đồng Nai trong cái việc này, chưa thấy thông tin ở trên trong cái việc đó. Và bác Trọng đã từng nói và tôi xin chia sẻ với các bác thế này, tôi sẽ chỉ dẫn cho các bác nha. Người ta trông vào nghiêm các cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân né tránh dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực, cơ quan đơn vị địa phương nào nếu tự kiểm tra giám sát không phát hiện ra tham nhũng tiêu cực mà sau đó các đoàn kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán của trung ương lại phát hiện ra có tham nhũng tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng cơ quan địa phương đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm. Tôi dám nói mạnh như thế là các đồng chí có ghét vẫn nói vui, nếu dưới không làm được thì trên này chúng tôi làm hùng, đến lúc bây giờ thì nó không ra sao đâu. Quyết tâm như thế, tất nhiên như tôi đã nói vừa rồi, muốn thế mình phải sạch đã, mình phải gương mẫu, mình đừng vướng bận vào cái gì thì mình có thể làm được. Khi mình đã vướng vào rồi thì thưa các đồng chí, người ta bảo há miệng mắc qua, chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dê chân người, ai ta chịu không? Cho nên bản thân mỗi chúng ta phải giữ gìn trong sạch cái đã thì mới nói được người khác. Mỗi tình trạng đến định bảo người ta khai cái nào kia, bảo ông về dạy con đi, ông về dạy vợ ông đi, rồi ông đi dạy chúng tôi. Cho nên chân mình còn lấm bê bê là thế đấy, mà lại cầm bó đuốc đi dê chân người mình không chịu. Chàng ta tổng kết thay lắm, tức là mình phải gương mẫu sạch đã, trong sáng nữa thì mới nói được người khác. Rất Đó, các bác có thể là vừa nghe thấy câu nói của bác Trọng. Nếu như ở bên dưới không làm được, có những cái biểu hiện né tránh, có những biểu hiện nó kia vân vân, thì cái trung ương phát hiện ra thì cấp ủy bên dưới phải chịu trách nhiệm thôi. Chúng ta phải có cơ chế thế, phải xử lý thế. Đúng không? Mà thôi, phát hiện ra một cái điều này nữa nhé. Xin thưa các bác, một tôi kể các bác câu chuyện này nữa cũng ngoài lề, nhưng mà cũng ở Đồng Nai. Thì nó có một cái đặc điểm chung thôi, có mỗi một đặc điểm nhất chung thôi. Và cái huyện này nó cũng căng ấy. Ở chung thôi, đó chính là chủ tịch huyện đó cũng là nữ. Cũng là nữ. Và phó chủ tịch huyện đấy cũng là nữ, đó là huyện Trảng Bom. Ở bãi biển Trảng Bom thì có mấy trăm căn biệt thự mà trình hình ra đấy mà người ta không phát hiện ra, đúng không? Thì đấy, đấy chính là cái huyện Trảng Bom đấy. Là 400-500 căn biệt thự gì đấy mà người ta không phát hiện ra, để sau này đã phát hiện ra là vi phạm ở trung ương người ta phát hiện ra đấy. Thì huyện đấy nó có cái đó. Thế thì các bác biết một câu chuyện nào? Các bác chỉ cần lên mạng cứ nói rằng là livestream nói xấu người khác, thanh niên này đã bị xử 1 năm tù giam. Thì câu chuyện ở cái huyện Trảng Bom đấy như sau, nó liên quan đến hồ Bảo Hàm để cắm mốc để mà đền bù nó, cái vân vân. Thế thì dân người ta bức xúc, thì các vị lãnh đạo đó là các vị đấy đến tiếp dân, nhưng tiếp dân không thành, tại sao không thành? Bởi vì đã nói nọ nói kia, thì được nửa buổi là các vị bỏ về, thay vì đi tiếp xúc với người dân, thay vì đi lắng nghe những cái việc mà người dân người ta bị mất đất rồi phân cấp nọ kia vân vân cho rõ ràng công bằng, thì các vị bỏ về. Thế là bỏ về thì dân người ta bức xúc, và không chỉ một mình cái anh đó tên là Nhanh, anh đó livestream ở trên cái trang là Hồ Bảo Hàm, và sau đó là livestream nói xấu vân vân. Thế sau 2 lần mới này lên thì người ta quyết định là khởi tố bắt giam theo một cái đơn không biết là của chị chủ tịch hay là của chị phó chủ tịch, là xử 1 năm tù giam về cái tội làm nhục người khác.
đáng nhẽ cương mình là cương vị lãnh đạo, mình phải giải quyết, mình phải tiếp xúc, mình phải gần gũi. Bà con có gì chưa hiểu thì mình phải giải thích cho bà con hiểu, thân thiện, vì lợi ích của ngay cả chính người của trạng bóp đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì xin thưa rằng là thanh niên đó là bị tèo, tăng tèo, cho nên là nói sai hoặc là cái gì đó nhiều cái bức xúc là người ta xử dễ lắm. Nhưng các vị đó mà nhiều khi là có những cái gì khuất tất vi phạm thì các vị lại không nhìn thấy được, như là cả chủ tịch với cả phó chủ tịch với cả cái huyện trảng bom đấy, nó đâu có nhìn đến mấy trăm căn biệt thự đó sai đâu, sai đâu, đúng không? Cho nên là tại sao người ta nói Đồng Nai là cái điểm nóng, bây giờ thì đỡ hơn ngày xưa, nhưng mà thật sự ngày xưa nó là một cái tiêu điểm và rất là đau đớn cho người dân ở đó. Tôi đều chia sẻ các bác như vậy, có mấy cái thông tin chia sẻ để các bác thấy rằng là chị này là chị cũng thấy rồi, chị xin nghỉ việc rồi à, xin nghỉ phép rồi chứ phải nghỉ việc rồi, nghỉ phép rồi thì chắc là của đau con sót quá và nhiều cái rủi ro quá, không biết chị đổ tại ai, đổ tại đen hay là đổ tại rằng là phong thủy hay là đổ tại cái gì, hay là đổ tại là mình không đi cầu khấn lòng thành nọ kia vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta đổ cái gì thì đều sai hết, tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước hết phải xem lại chính bản thân mình, đúng không? Cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.